nó Út nói mã nào mã nào đây. Đó là bà kế nhà ngoại á. Lại là cái bà ba con bà cô Út lại nằm sau đó. Thì là toàn gia đình bà con không. Dòng họ không. Dòng họ không. Họ không chứ không ai vô đây. Còn cái vàng ở phía sau là con cháu. Này 2006 mới xây lại. Này cũng mới làm đây thôi. À, xây để 2006 nữa. 2006. Biết rồi nữa.
Nó tối luôn á, nó sừng lên, nó khỏe mà.
Thank you.
Thank you.
chăm chỉ vô nhà này cũng phải tự tựa nhau. Em gửi mà tưởng em ruột không phải không? Em bê năm nay không có.
Yeah.
Làm ở đâu chị? Tiền nổi tiếng luôn á. Ở nghe đúng nghề đó luôn á. Ngồi mà ra ăn dứt vậy. Cũ ngày xưa qua giống qua đúng rồi. Thôi bạn chị hồi đó hai mươi mấy năm á ở dưới Sài Gòn á, rồi cái lên sau chị cũng biết nữa. 24 năm hai má chị má rồi cái lên nghệ nhi lại ngồi đây cháo ngủ lắm. Vậy nên là không muốn giúp quá. Ba mươi bốn tuổi này.
Dạ kính thưa ông bà, cô bác cùng tham quan quý đồ nhìn đây tiếp theo lễ tiếp diễn trước linh cụ của bà, đó là nhân bạn của người con gái tốt ở thành phố. Sau khi nghe tin bác hoàn thành cho đấy cũng chỉ buồn như vậy lên sao có ra lễ diễn thì đây lễ diễn chuẩn bị bắt đầu. Thưa tăng gia hướng viên cũng như con thiền giáo thọ của cụ bà
càng gia hiến quyến cùng đối trước án tiền để cho chúng tôi hành lễ cúng công trương ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
ăn xong quay tiếp.
đây tiếp theo lễ tế rước tiên cụ của bà, đó là những người đại diện bên hành tham gia của người con trai út. Sau khi nghe tin của bà hoàn thành trước lấy chia buồn cùng gia đình. Anh không có được, anh lại không có được, tại đang sao anh khác.
Được. Giờ kính thưa các bác cùng tham ông cái thuộc vì đây tiếp theo về công tế trước nhân linh của cụ bà, đến trước linh cụ của cụ bà đó là gia đình và thông gia hàng xuôi của người con thứ tư của cụ bà. Sau khi hay tin thân mẫu tình nghĩa mãn phân trước đất chi buồn của gia đình, sau đó là lễ công tế và niệm hương, vì đây lễ công tế niệm hương chuẩn bị bắt đầu. Thank you.
Đức linh cụ của cô ba đó là tình nghĩa thông gia ngày xưa với người con thứ tư của cô ba sinh viên ở tên bác mang phần kinh đức chi buồn cùng gia đình sau qua lễ tu tế về niệm hương về đây để được tu tế niệm hương chuẩn bị bắt đầu. Thank you.